Hello, xin chào tất cả các bạn. thì Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái dạng toán mới của à, chương trình vật lý lớp 12. Đó là chúng ta liên quan tới cái chủ đề thứ hai, đó là chủ đề về con lắc lò xo, đúng không? Thì à, trong dao à, động điều hòa thì chúng ta học về à, có hai loại mà con lắc mà trong chương trình à, vật lý 12, vật lý phổ thông. À, trong sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhắc đó là con lắc lò xo và con lắc đơn thì trong sách giáo khoa người ta chỉ trình bày một cái loại đó là con lắc lò xo nằm ngang thôi nhưng mà trong một số đề thi à, đề thi đề kiểm tra thì người ta vẫn ra con lắc lò xo treo thẳng đứng đúng không ạ và bây giờ thầy mời các bạn cùng đi tìm hiểu cái dạng toán thứ nhất của con lắc lò xo cái dạng toán này thì cực kỳ đơn giản à, đa số à, những cái dạng toán này nó sẽ nằm ở trong những cái câu mà nhận biết và thông hiểu mức độ của nó chỉ nằm ở mức độ là nhận biết và thông hiểu thôi thì cái dạng toán này thì chủ yếu dành cho những bạn là học sinh à, trung bình à, chúng ta cũng đều có thể làm được hết rồi cái dạng toán cách tính tần số góc chu kỳ dao động t và tần số dao động là f đúng không tần số gốc ở đây là omega thì cái dạng một nếu mà cái dạng này người ta cho các đại lượng ví dụ như người ta cho khối lượng con lắc lò xo một đầu có khối lượng là m rồi lò xo này có độ cứng k tức là cái dạng này chúng ta chỉ sử dụng các công thức cơ bản thôi đúng không chúng ta sẽ tính được ngay tần số gốc omega đúng không tần số góc omega bằng k trên m căn bậc 2 k trên m trong đó k là độ cứng của lò xo và m đây là khối lượng của quả nặng đây đúng không ạ ví dụ như con lắc lò xo nằm ngang đây trong đó k đây là độ cứng của lò xo m là khối lượng của quả nặng là vật gắn vào một đầu lò xo đúng không các em và chúng ta có thể nhớ công thức này công thức là ôm không ngập omega bằng k căn bậc 2 k trên m từ đó chúng ta có thể khi có omega rồi chúng ta có thể tính vào công thức là t t sẽ bằng 2 b căn bậc 2 m chia k đúng không ạ trong đó m là khối lượng của quả nặng còn k đây là độ cứng của lò xo và f bằng 1 trên 2 bi căn bậc 2 k trên m đúng không rồi đó là con lắc lò xo nằm ngang đối với con lắc lò xo treo thẳng đứng thì chúng ta nhớ tới công thức omega đây con lắc lò xo treo thẳng đứng đây đây là lò xo có chiều dài tự nhiên L0. Khi treo một vật vào, vật này có khối lượng m thì lò xo đã giãn ra một cái đoạn delta L này. Đoạn delta L này người ta gọi đây là độ biến dạng của lò xo. Đúng không? Khi ở vị trí cân bằng. Và delta L này nhìn vào hình vẽ chúng ta thấy là L cân bằng đây thầy có thể gọi là L cân bằng trừ cho cái L0. Đây là L cân bằng đúng không trừ cho L0 thì nó ra delta L và theo ngay tại vị trí cân bằng thì cái vật này nó đứng yên như vậy nó sẽ chịu tác dụng của hai lực cân bằng đây là hai lực cân bằng nè F và B trong đó F là lực đàn hồi B là trọng lượng và lực đàn hồi bằng trọng lượng B bằng mg nè lực đàn hồi là bằng k nhân delta L nè từ đây chúng ta có thể suy ra delta L đúng không ạ thầy ta có thể suy ra delta l sẽ bằng mg chia k đúng chưa và chúng ta thế vào công thức là ôm không mập đó chúng ta có suy ra omega bằng căn bậc hai g trên l thầy có thể nhớ là chúng ta có thể nhớ omega bằng căn bậc hai z chia lượng giống như đây từ đó suy ra t bằng hai b căn bậc hai g trên l chúng ta có thể nhớ công thức này là toán lượng z đây luôn là hai b đúng không ạ rồi từ đây chúng ta có thể suy ra F bằng nghịch đảo của T. Đúng không? Đó là cái dạng toán rất là đơn giản là nằm chủ yếu ở mức độ nhận biết và thông hiểu. Tức là chúng ta có các đại lượng sẵn rồi chúng ta thế vào các công thức này chúng ta sẽ tính được omega, T và F. Và các bạn lưu ý cho thầy một điều đó là trong dao động điều hòa của có lắc là so thì chu kỳ luôn tỷ lệ thuận với căn bậc hai của khối lượng và tỷ lệ nghịch với căn bậc 2 của độ cứng lò xo. Và chúng ta lưu ý ở mấy cái video lần trước thầy đã nhắc rồi, chu kỳ sẽ bằng t nhỏ trên n. Trong đó t nhỏ là thời gian để thực hiện n dao động toàn phần. Và lưu ý trong cái thời gian t này các bạn phải đổi ra đơn vị là giây. Đúng không ạ? Người ta cho phút thì chúng ta phải đổi ra giây dùng nha. Thì công thức t nó mới có đơn vị là s. Rồi cái dạng toán thứ hai là dạng toán mà bài toán ghép vật. Đúng không ạ? Thì cái dạng toán thứ hai là dạng toán ghép vật để tính omega, tính t, tính f á. Ví dụ người ta cho một lò xo so có độ cứng là k. Đúng không ạ? Rồi khi gắn vào khi gắn vật với một vật có khi gắn vào một vật khối lượng m1 thì dao động với chu kỳ là t1 khi gắn với vật M2 thì dao động với chu kỳ là T2. Rồi người ta hỏi chu kỳ dao động khi gắn với vật M này bằng tổng M1 cộng M2 là bao nhiêu? Thì các bạn có thể sử dụng ngay công thức T bình sẽ bằng T1 bình cộng T2 bình, đúng không? Công thức này cũng đơn giản thôi, chúng ta thế chúng ta có thể thế vào chúng ta từ M1 chúng ta có chu kỳ nè, T1 nè bằng 2 pi căn bậc 2 m1 chia k. Rồi từ đây chúng ta có thể suy ra m1 bình phương hai vế lên sẽ bằng k nhân t1 bình phương chia cho 4 pi bình. Đúng không ạ? Tương tự như vậy m2 chúng ta cũng thế vào. M2 bằng k nhân t2 bình chia 4 pi bình. Rồi chúng ta thế vào công thức tính m và chúng ta sẽ tính được chu kỳ t. Đúng không? Công thức này chứng minh cũng đơn giản thôi ở đây không có thời gian thì vì ở đây mức độ đây là trắc nghiệm thì chúng ta có thể nhớ cho thầy công thức luôn đúng không ạ khi vật dao động với chu kỳ tổng khối lượng hai này thì chúng ta sử dụng công thức t bình bằng t một bình cộng t hai bình và tần số nó ngược lại tần số tỷ tại vì à, tỷ lệ nghịch với chu kỳ đúng không ạ đây tần số sẽ tỷ lệ nghịch với với chu kỳ dao động như vậy từ đây chúng ta suy ra 1 trên F bình sẽ bằng 1 trên F1 bình cộng 1 trên F2 bình. Hoặc là chúng ta có thể suy ngay ra F nè. Sẽ bằng F1 nhân F2 chia căn bậc 2 F1 bình cộng F2 bình. Đúng không ạ? Ở đây chúng ta từ bên này chúng ta quy đồng mẫu số, quy đồng phân số này lên. Và chúng ta sẽ tính được cái công thức này. Thế thôi. Rồi, một cái dạng toán thứ ba Bây giờ người ta cho Người ta nói rằng ví dụ như à, lò xo có độ cứng k đúng không? Dao động gắn vật m1 thì dao động với chu kỳ t1, gắn vật m2 thì dao động với chu kỳ 2. Nhưng mà người ta yêu cầu mình khi gắn một vật có khối lượng m này sẽ bằng a m1 cộng b lần m2 thì chu kỳ dao động như thế nào? Thì cũng tương tự, các bạn nhớ cho thầy công thức t bình sẽ bằng a. Ở đây a không có bình phương nha. Bằng cách chứng minh cũng tương tự như vậy thôi. Ở đây a không phải là bình phương mà a nhân t1 bình cộng b nhân t2 bình. Và tương tự như vậy tần số 1 trên f sẽ bằng a chia f1 bình cộng b trên f2 bình. Đúng không ạ? À? Đó là cái dạng toán rất đơn giản, rất cơ bản của con lắc lò xo đúng không tìm tần số gấp chu kỳ tần số dao động và sau đây thầy mời các bạn cùng đi tham khảo các bài tập minh họa này xem coi nó như thế nào đây nội dung của câu số 1 như sau một con lắc lò xo so có khối lượng nằm ngang có độ cứng k bằng 100 Newton trên mét được gắn vào một vật nặng có khối lượng 0,1 kg kích thích cho vật dao động điều hòa xác định chu kỳ của con lắc lò xo so. và đề bài người ta cho mình biết là lấy bi bình bằng 10 như vậy bài này thì các bạn giải rất là đơn giản thôi chúng ta sử dụng ngay công thức t bằng tôi mua kẹo tức là bằng 2 bi căn bậc 2 m chia k rồi thay thế số vào 2 bi căn bậc 2 m đề bài đây người ta cho mình biết đó là 0,1 chia k là 100 đúng không ạ rồi một 2 b 0,1 thì thầy bằng 1 chia 10 nhân cho 100 chúng ta bấm máy cũng được hoặc là chúng ta giải chúng ta lưu ý ở đây bi bình bằng 10 như vậy thầy thay và thế người bằng bi bình căn bậc 2 của bi bình thì ra ngoài bi bi với bi đơn giản hết như vậy trên này còn hai căn bậc 2 của 100 khai căn ra là 10 như vậy chỗ này là 0,2 giây Do đó, chúng ta nhìn vào đây câu số 1 đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Đúng không ạ? Rồi, tiếp tục mời các bạn cùng theo dõi tiếp cái câu số 2 xem coi nó như thế nào đây. Câu số 2. Một con lắc lò xo có độ cứng k, một đầu cố định, một đầu gắn vào vật nặng có khối lượng m. Kích thích cho con lắc là dao động điều hòa với chu kỳ T. Nếu tăng khối lượng của vật lên gấp đôi và độ cứng giảm đi một nửa, thì chu kỳ của lò con lắc lò xo so sẽ như thế nào? Như vậy, nếu các bạn gặp cái dạng toán này, cái dạng toán mà một đại lượng nào đó tăng lên hay giảm xuống và yêu cầu tìm cái đại lượng còn lại, thì chúng ta nhớ tới công thức liên hệ giữa các đại lượng có mặt trong công thức đó. Như vậy, bây giờ chúng ta làm câu số 2 này như thế nào đây? Chúng ta thấy liên quan tới chu kỳ nè. Có lắc lò xo liên quan tới chu kỳ, liên quan tới khối lượng nè. Như vậy chúng ta có T bằng tôi mua kẹo. Như vậy T bằng 2B căn 2 M chia K. Bây giờ mình nhận thấy nè. T tỷ lệ như thế nào với uh, M? Đúng không? T tỷ lệ thuận với căn bậc 2 của M và t, t lại tỷ lệ nghịch với K như vậy thầy có thể ghi công thức ra thầy chỗ này T sẽ tỷ lệ nè ở đây chúng ta coi nếu tăng khối lượng của vật lên gấp đôi như vậy chỗ này thầy có thể thay thế bằng hai đúng không ạ tại tăng lên gấp đôi là hai nằm trên tử rồi và giảm độ cứng đi một nửa độ cứng k này nằm dưới mẫu số như vậy giảm đi một nửa thì chắc chắn chỗ này là 1/2. Đúng không? Chúng ta có thể suy nghĩ như thế và tỷ lệ với căn bậc 2 xa xa tự như vậy chỗ này là 4. Và căn 4 thì nó ra là 2, đúng không ạ? Như vậy chúng ta thấy T này bằng 2. Như vậy nằm trên tự như vậy chắc chắn nó sẽ tăng lên và tăng lên hai lần. Đúng không ạ? cái dạng toán này thì các bạn cứ suy nghĩ tới công thức và làm như vậy cho thầy cho nó mau chúng ta có thể lập tỷ số vân vân nhưng theo cách tỷ số thì nó lại không mau bằng cái cách này được chưa ạ đó là nội dung câu số 2 của mình rồi tiếp tục mời các em cùng theo dõi tiếp câu số 3 xem coi nó như thế nào đây nội dung câu số 3 Câu số 3 nói rằng Một con lắc lò xo so có khối lượng M bằng 500 g dao động điều hòa với phương trình X bằng 2 cos 10 BT Độ cứng của lò xo so là bao nhiêu? Như vậy, độ cứng là yêu cầu tìm K Do đó, chúng ta có chúng ta nhớ tới công thức omega ôm không mập đó bằng K trên M Thầy bình phương hai vế lên như vậy omega bình sẽ bằng k trên m. Như vậy suy ra k sẽ bằng m nhân omega bình phương. Rồi, chúng ta thế số vào quá đơn giản. Đúng không ạ? À? M đề bài nó là 500 g thì các bạn lưu ý chúng ta phải đổi ra là kg nha. Đúng không ạ? À? Thì nó mới đúng với đơn vị của nó. Rồi, 500 g đổi ra là 0,5 Omega là trước T như vậy chỗ này là bình phương lên là 10 bi tất cả bình phương bằng 0,5 10 bình phương là 100 bi bình phương là 10 như vậy là 1.000 đúng không ạ à? bi bình phương lấy là một người một à, là 10 như vậy 1.000 nhân cho 0,5 thì ra là 500 Newton trên mét đúng không rồi như vậy chúng ta coi câu số 3 đáp án là 500 Newton trên mét. Rồi bây giờ chúng ta coi đáp án nào đây. À câu này không có đáp án là 500 Newton trên mét. Nhưng mà chúng ta thấy đáp án A nó là 493 Newton trên mét. Thì chúng ta chọn đáp án A. Tại vì lý do chỗ này Nãy thầy lấy ngay bi bình phương bằng 10 rồi Trong bài toán này người ta chưa cho bi bình phương bằng 10 Như vậy nãy thầy lấy bi bình phương bằng 10 thì thầy tính ra là 500 Nhưng mà nếu chúng ta lấy bi ở đây nó là 3,14 Như vậy bình phương ra 9, mấy đó Thì chúng ta sẽ chọn ra đáp án là 493 Newton trên mét Đúng không ạ? À? Rồi, tiếp tục mời các bạn cùng theo dõi tiếp cái câu số 4 xem coi nội dung của câu số 4 nói như thế nào. Câu số 4. Con lắc lò xo so có chiều dài tự nhiên là 20 cm, đúng không? Con lắc lò xo so có chiều dài tự nhiên là 20 cm được treo thẳng đứng. Khi vật cân bằng lò xo so có chiều dài là 25, 22,5 cm. Kích thích con lắc này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tính chu kỳ dao động của con lắc lò xo đúng không ạ như vậy bây giờ chúng ta thấy rằng đối với con lắc lò xo treo đây là chiều dài tự nhiên câu 4 nè chúng ta dạy câu 4 xem coi đây là chiều dài tự nhiên nó là l0 là 20 cm khi vật cân bằng lò xo có chiều dài như vậy đây là l cân bằng là 22,5 cm từ hai cái dữ kiện này chúng ta sẽ suy ra được là delta l đây delta l chính bằng l cân bằng trừ l không đúng không hình vẽ chúng ta thấy đây các bạn có thể nhìn thấy nè đây là chiều dài tự nhiên l không đây là l cân bằng như vậy cái đoạn delta l này chính bằng l cân bằng trừ cho l không đúng không do đó độ biến dạng của ông ta chúng ta sẽ thế vào nó sẽ được là L cân bằng của mình là 22,5 trừ cho L tự nhiên L0 nó là 20 như vậy nó ra là 2,5 cm kích thích dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tính chu kỳ dao động đúng không ạ Bây giờ chúng ta tính chu kỳ dao động thử xem coi nó như thế nào đây chúng ta có t nè bằng 2 b nè đối với con lắc lò xo so treo á chúng ta dùng công thức toán lượng giác đó đúng không ạ rồi thế vào là 2 b căn bậc 2 delta l là 2,5 thì thế vào đây phải là mét là 0,025 m đúng không ạ rồi chia cho ghê ở đây gia tốc trọng trường người ta không cho thì chúng ta lấy là 9,8 và thế số vào xem coi đáp án là bao nhiêu. Rồi bây giờ thầy bấm máy thử xem coi T nó bằng mấy đây. 2 nhân cho căn bậc 2 của 0.025 chia cho 9.8 bằng. Rồi đáp số của nó là 0.317 0,3147 gì đó. Như vậy đáp án của chúng ta là đáp án đáp án A, đúng không ạ? Rồi, đáp án A của chúng ta đây. Nó 0,317 mấy đó, chỗ này là 7 nha. Đúng không? Rồi, như vậy đáp án A là đáp án đúng. Đó là xong câu số 4. Rồi mời các em cùng theo dõi tiếp tục sang câu số 5. Nội dung câu số 5. Một con lắc lò xo so treo thẳng đứng. Độ dài tự nhiên của lò xo so là 20. Khi ở trạng thái cân bằng thì lò xo so có độ dài là 24. 24 kích thích cho dao động điều hòa lấy ghê bằng bi bình tần số dao động của con lắc là bao nhiêu như vậy bây giờ câu số 5 chúng ta dạy như sau tương tự như vậy tần số đúng không chúng ta tính delta l sẽ bằng l cân bằng trừ l không L cân bằng ở đây là 24 trừ là 0 là 20 thì là 4. Như vậy F bằng nghịch đảo của chu kỳ là 1, 2, B. Toán lượng giác thì ở đây là giác chia lượng. Đúng không ạ? Rồi, thế số vào 1 trên 2, B căn bậc 2. G bằng B bình. Chia cho delta L ở đây là 4 cm. Thì đổi ra là 4 x 10 mũ 2 m. B bình khai căn ra BB mất đúng không chỗ này là 1 phần 24 khai căn ra được là hai đây là 10 mũ trừ 1 như vậy chỗ này ép này nó sẽ bằng là 1 phần 4 như vậy 1,1 phần 04 hay là bằng 10 chia cho 4 1 phần 4 chia 10 hay là bằng 10 chia 4 thì nó sẽ ra là 2,5 hẹp. Đúng không ạ? Như vậy câu số 5 đáp án đúng là đáp án B. Rồi, tiếp tục chúng ta qua câu số 6. Nội dung câu số 6. Khi che một vật có khối lượng m bằng 81 g vào một lò xo thẳng đứng thì tần số dao động là 10 hẹp khi treo thêm vật treo thêm nha các bạn chú ý chữ thêm treo thêm vào lò xo vật có khối lượng m phẩy bằng 19 g thì tần số của hệ là bao nhiêu như vậy đối với cái dạng toán này cho trường hợp 1 trường hợp 2 chúng ta lập tỷ số đúng không bây giờ thầy dạy câu số 6 chúng ta có nè f nè bằng 1 trên 2 bi nè căn bậc 2 nè tôi mua kẹo là kẹo chia mua nè đối với con lắc lò xo rồi ừ, Chúng chúng ta nhận thấy F và M sẽ tỷ lệ tỷ lệ gì các bạn nằm trên tự nằm dưới mẫu thì tỷ lệ nghịch với nhau như vậy cho trường hợp 1 trường hợp 2 thầy lập tỷ số thầy lấy F chia cho giả sử như F sao đi sẽ bằng căn bậc 2 của m sao chia cho em m đúng không ạ rồi bằng căn bậc hai m sao này đây là trường hợp lúc sau như vậy treo thêm vào đúng không ạ treo ban đầu nó có 81 mươi như vậy trường hợp sau treo thêm là 19 chín nữa như vậy trường hợp em m sao của chúng ta nó sẽ bằng là ha, 100 trăm đúng không ạ 100 trăm chia cho M của mình. M lúc đầu của chúng ta là 81 thôi. Ở đây cùng đơn vị gam rồi chúng ta khỏi đổ ra kg làm gì cho nó phức tạp cả. Rồi khai căn 100 khai căn ra được là 10. 81 khai căn ra được là 9. Như vậy người ta hỏi tần số lúc sau là M F sao nhân chéo chia ngang lấy F nhân 9 chia 10. Rồi thầy thế số vào ở đây F là bằng 10, 10 x 9 chia 10 như vậy đáp số là 9 hẹt, đúng không ạ? À? Do đó, câu số 6 đáp án đúng của mình là đáp án B. Rồi, bây giờ mời các bạn cùng theo, theo dõi tiếp cái nội dung của câu số 7. Câu số 7 đề bài nói như sau. Khi gắn quả nặng có khối lượng m1 vào lò xo so, thấy nó dao động điều hòa với chu kỳ là 6 giây. Khi gắn quả nặng có khối lượng m2 vào lò xo so đó thì dao động điều hòa với chu kỳ là 8 giây. Gắn đồng thời m1 và m2 vào thì dao động với chu kỳ là bao nhiêu? Thì cái câu này quá dễ rồi, đúng không? Chúng ta áp dụng cái công thức T bằng T bình phương bằng T1 bình cộng T2 bình. Thầy xế số vào. Đây là T1 là 6 bình cộng 8 bình. Như vậy chúng ta thấy hệ thức là 6, 8, 10 đó. Hệ thức Pythagore đó. 3 bộ 3 Pitago 6, 8, 10. Thì chúng ta suy ra T này bằng 10 giây. Do đó câu số 7 này đáp án đúng là đáp án A. Đó là nội dung của câu số 7. Tiếp tục, chúng ta qua câu số 8. Câu 8. Một lò xo so có độ cứng là k. Khi gắn vật có khối lượng m1 vào lò xo so thì nó dao động với chu kỳ là 0,3 giây. Gắn vật có khối lượng m2 vào lò xo so trên kích thích thì nó dao động với chu kỳ. Đây nó nằm trong tờ kia Rồi, đây, tiếp tục thầy đọc lại cái câu này nha Một con lắc lò xo có độ cứng K Gắn vật có khối lượng M1 thì lò xo dao động với chu kỳ là 0,3 giây khi gắn vật có khối lượng M2 vào lò xo trên và kích thích thì nó dao động với chu kỳ là 0,4 giây. Nếu gắn đồng thời vật có khối lượng m sẽ bằng 2 lần m1 cộng 3 lần m2 thì nó dao động với chu kỳ là bao nhiêu giây? Thì đối với câu này chúng ta sử dụng ngay công thức T bình phương sẽ bằng chỗ này chúng ta thấy nè nó sẽ bằng là a nhân t1 bình cộng cho b nhân t2 bình đúng không ạ à? Đúng chưa? Khi dao động, khi vật dao động với chu với khối lượng tổng cộng m sẽ bằng là a lần m1 cộng b lần m2 đó. Thì nãy cái phần lý thuyết chúng ta đã suy ra được T bình phương sẽ bằng a nhân T1 bình cộng b nhân T2 bình. Rồi, bây giờ thầy thế số vào xem coi nó bằng bao nhiêu đây. A của chúng ta là 2, như vậy 2 nhân T1 bình Chỗ này là 0,3 bình phương lên. Cộng cho 3. Nhân T2. T2 chỗ này là 0,4 bình phương lên. Đúng không ạ? À? Rồi, bây giờ mình bấm máy thử xem coi nó ra bao nhiêu đây. Thế số vào chỗ này là 2. 2 nhân cho... 3 bình phương là 0,0 09 đúng không? 0,09 cộng cho 3 nhân cho 0,16 bằng căn bậc 2 muốn mất bình phương đi lấy căn bậc 2 như vậy căn bậc 2 của 0,66 bằng nó ra là 0,8124 vân vân. Như vậy đáp số của bài này của chúng ta là 0,812 đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Được chưa? Rồi, cũng đơn giản đúng không các bạn? Những bài này là đa số là những bài đơn giản chỉ ở mức độ là à vận dụng và thông hiểu thôi. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi cái câu số 9. <laughs> một con lắc lò xo có khối lượng gồm vật nặng. Lò xo gồm vật nặng có khối lượng m. Lò xo có độ cứng k không đổi dao động điều hòa. Nếu khối lượng m bằng 200 g thì chu kỳ dao động là 2 giây. Để chu kỳ là một giây thì khối lượng là bao nhiêu? Như vậy bài này liên quan tới trường hợp 1, trường hợp 2 Thì cách giải của ông ta chúng ta chỉ việc lập tỷ số thôi Đúng không? Bây giờ ta có nè Lập tỷ số T chia cho T sao Tại vì T tỷ lệ thuận với căn bậc 2 của M Như vậy thầy sẽ bằng căn bậc 2 M chia M sao Đúng không ạ? Rồi Bây giờ thầy thế số vào Bằng căn bậc 2 m lúc đầu là à bài này người ta hỏi m đúng không như vậy thầy bình phương hai vế lên t bình chia t sao bình phương sẽ bằng m chia m sao như vậy thầy suy ra m sao tại mà hỏi khối lượng lúc sau mà như vậy suy ra m sao nhân chéo chia ngang bằng m nhân t sao chia cho t chỗ này bình phương chỗ này bình phương thế số vào M đây là 200 Khỏi cần đổi nha Thì tí chỗ này đơn vị là gam luôn đó các em T sao bình phương T sao là T lúc sau đó Là một bình phương lên là một Chia T bình phương T lúc đầu 2 bình phương lên là 4 Như vậy 20 chia 4 được 5 Do đó là 50 Và đáp số là gam Như vậy Câu này chúng ta chọn đáp án là đáp án D. Đúng không ạ? Do đó thầy đã dạy cho các bạn, thầy đã đưa ra cái phương pháp dạy bài toán đối với con lắc lò xo so, cái dạng toán hết sức là cơ bản đó là tìm tần số, tìm pha, tìm tần số, tính chu kỳ rồi tính tần số góc và đưa ra chín cái bài tập minh họa cho các bạn. Cái dạng toán này thì rất là cơ bản thôi, chỉ ở mức độ nhận biết và thông hiểu. Rồi, bữa sau thầy sẽ hướng dẫn cho các em cái dạng toán tiếp theo của cái phần con lắc lò xo này. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Các em nhớ hãy đăng ký kênh, hãy cho thầy một like và chia sẻ video thầy để đầy thầy có động lực để làm các video tiếp theo. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các em.